alo alo em nghe rõ chứ đây. Sao mà chị không có thấy cái gì nữa hết rồi mấy đứa ơi? Có ai nghe chị nói không vậy? Dạ em nghe. Sao bên chị cái màn hình chị không có thấy gì? Khánh ơi, tại vì giờ máy nguyên em thôi, tôi dậy rồi giờ biết sao. Nhưng mà sao tới thui vậy? Đó, em đâu thấy hình em với Thảnh gì nữa đâu. À, em không biết năm phút là không có thấy gì hết đó hả? Alo, Khánh ơi, nghe chị nói không? Em nghe nhưng mà em không nói lại nha. Có nghe không? Thank you.
Nói đi. À, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với buổi livestream số 6 của IVF Phương Châu với chủ đề được mang tên là những giải đáp những thắc mắc về vaccine COVID-19 và hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là quá trình chuyển phôi chữ ạ. Tôi bác sĩ Thu Thảnh, hôm nay sẽ đồng hành cùng với bác sĩ Nhã Đan để giải đáp những thắc mắc này cho quý anh chị ạ. Không biết bác sĩ Nhã Đan À, xin lỗi Thảnh với mọi người nha, tại vì cái mạng bên chị yếu một xíu, chị đang chỉnh chút xíu. Mọi người có Thảnh có nghe chị nói không? À, dạ rồi, chào mừng chị đang với buổi À, rồi. livestream hôm nay. Rồi, đợi chị chút xíu nha. Thì trong cái quá trình chờ đợi bác sĩ đang chỉnh lại cái đường truyền á, thì hiện tại ở IVF Phương Châu vẫn đang thực hiện những cái quá trình thăm khám và điều trị cho các anh chị hỗ trợ sinh sản nè. Và trong cái tình hình dịch COVID này, hiện tại ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì tình hình có vẻ như dễ thở hơn, có thể là nhờ chúng ta quen với cái tình hình dịch bệnh này rồi. Tuân thủ 5K nè, và đặc biệt là có cái phổ biến của tiêm vaccine đó. Tuy nhiên những anh chị hỗ trợ sinh sản thì vẫn đang rất là lo lắng, bây giờ là tiêm vaccine có nên tiêm hay không, hay là có ảnh hưởng đến kết quả điều trị gì hay không, rồi tôi tiêm rồi bao lâu tôi mới hỗ trợ được. Thì nhiều khi chưa đến khám thì cũng lo lắng, hoặc là đến khám rồi đó thì cũng lo lắng là có nên đến chuyển phôi hay không, hay là kích thích buồng trứng hay không. Thì bây giờ nếu các anh chị có thắc mắc đó, thì hãy để lại những cái bình luận bên dưới. Lát nữa thì tôi cùng với bác sĩ Đen á sẽ giải đáp hết những cái thắc mắc này cho quý anh chị. Rồi, à, chào mừng cảm chị ơn bác Đen sĩ ạ. Thạnh. Cảm ơn bác sĩ Thạnh. À, xin chào tất cả các anh chị đã đánh xem cái buổi livestream hôm nay của các bác sĩ gia đình IVF Phương Châu. Và đúng là như bác sĩ Thạnh đã nói thì cái thời điểm dịch COVID hiện nay thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các cái hoạt động của chúng ta, từ về mặt kinh tế, xã hội, đời sống, công việc của tất cả mọi người. Và đặc biệt ở đây mình đang muốn nói đến một cái vấn đề, đó chính là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề đi điều trị, khám hiếm muộn. Tại vì thật ra là trong khoảng 4-5 tháng vừa qua thì có rất rất là nhiều anh chị đang chờ đợi để được đến với IVF Phương Châu hay là các trung tâm hỗ trợ sinh sản để được khám và điều trị hiếm muộn. Thậm chí là có những anh chị đã chuẩn bị sẵn luôn về cái tinh thần là chúng ta sẽ thực hiện IVF hay là chuyển phôi, nhưng mà chúng ta bị ngăn cách bởi về thời gian, về địa lý và chúng ta không có thực hiện được. Và ngay thời điểm hiện tại thì có vẻ như tình hình nó cũng như bác sĩ Thạnh đã nói là dễ thở hơn một chút, có nghĩa là dễ bắt đầu hơn. Các anh chị đã bắt đầu có thể đến đây và có thể đi điều trị rồi. Nhưng mà ngược lại á thì cái điều mà có rất là nhiều anh chị băn khoăn đó chính là khi mà chúng ta chưa thực hiện tiêm COVID-19, chưa thực hiện tiêm vaccine COVID-19 thì chúng ta có nên điều trị hỗ trợ sinh sản hay không, hay là cái câu hỏi thứ hai mà có rất nhiều anh chị hỏi chúng tôi, đó là nếu chúng ta tiêm rồi thì bao lâu mình có thể thực hiện hỗ trợ sinh sản được, hoặc là cái việc tiêm COVID-19 chúng ta có nên lựa chọn cái loại vaccine nào hay không, hay là cái việc mà tiêm nó có ảnh hưởng đến cái việc có thai hay không, hay là có ảnh hưởng đến kết quả điều trị hay không. Thì hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ để giải đáp những cái thắc mắc đó của anh chị, và rất mong là những anh chị đang có những cái lo lắng đó thì có thể theo dõi hết cái buổi livestream hôm nay nha. Và đầu tiên thì chắc là mời bác sĩ Thảnh có thể chia sẻ cái câu hỏi đầu tiên đi, có nghĩa là nếu như mà chúng ta không thực hiện tiêm COVID-19, hay là nếu như một cái người phụ nữ hay là một người nam giới mà họ bị nhiễm COVID-19 thì nó sẽ trong cái quá trình mang thai, đặc biệt là người phụ nữ, thì khi mà họ nhiễm COVID-19 trong thời kỳ mang thai thì những cái bất lợi họ có thể nhận được đó là gì, hả bác sĩ Thạch? Dạ rồi, cảm ơn chị Đen ạ. Thì trước khi mình bước vào cái chỗ mà có nên tiêm hay không á, thì mình sẽ làm rõ thứ nhất á, là nếu mà mình tiêm vaccine á, thì mình sẽ có được những lợi ích gì, và nếu chúng ta không có tiêm á, lỡ nhưng mà bị nhiễm á, thì có những cái lợi ích gì. Thì chúng ta đang quan tâm ở đây á, là cái chỗ là sức khỏe sinh sản. Thì hiện tại á, những cái nghiên cứu trên thế giới tính đến hiện tại đó, thì từ khi mà dịch COVID-19 nó bùng phát tới nay á, thì cũng khoảng chưa được gần thôi chứ chưa được 2 năm, thì những cái nghiên cứu hiện tại trên thế giới á, thì nếu mà nhiễm COVID-19 á, thì đối với người phụ nữ á, nếu mà nhiễm ở mức độ trung bình hoặc là nhẹ đó, thì hiện tại thì chưa ảnh hưởng, chưa có nghiên cứu nào đánh giá là có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của người phụ nữ hết. Tuy nhiên nếu người phụ nữ đó mà có thai thì nhiễm COVID-19 á, sẽ làm nặng nề lên cái tình trạng đó,
ví dụ như có thể phải nhập viện, phải điều trị ở đơn vị hồi sức tích cực, có thể là dẫn đến nguy cơ tử vong hoặc là bệnh lý nặng nhiều hơn. Rồi còn nếu người nam giới á, mà nhiễm COVID á, thì có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng tùy theo cái mức độ nặng đó, thì nó sẽ tương đối giống như những cái bệnh lý giống như là quai bị vậy đó, thì nó gây cơ chế nó viêm nhiễm ở vùng tinh hoàn, cái cơ quan sinh sản tinh trùng đó, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Cho nên nếu mà chúng ta nếu mà anh chị không có tiêm vaccine đó, mà lỡ như bị nhiễm, không may là bị nhiễm đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người chồng, hoặc là khi mà các chị mang thai đó, thì có thể làm nặng nề lên tình trạng đó. Dạ rồi. Thì thông tin thêm cho quý anh chị, thì bây giờ á, nếu mà tiêm vaccine á, thì chúng ta sẽ được lợi gì và nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản không vậy ba chị Đen? Chị có thể giải đáp cái vấn đề này cho các anh chị. À thì hiện nay tất cả mọi người cũng đã thấy được cái giá trị của tiêm vaccine rồi, tại vì lúc mà vaccine mới mà có nhen nhóm mà xuất hiện đó thì có rất là nhiều cái nỗi lo, người ta sẽ lo lắng là mình tiêm thì nó có ảnh hưởng gì hay không, thậm chí có những người ta sợ là những cái biến chứng của tiêm vaccine có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là nặng nề cho cái người được tiêm. Và đôi khi các anh chị trước đây thì có rất nhiều anh chị là từ chối tiêm luôn, bởi vì họ sợ cái nguy hại của vaccine đối với chính cái sức khỏe của họ nhiều hơn là cái sự bảo vệ. Nhưng mà gần đây thì mọi người đã nghe được rất là nhiều thông tin rồi, các anh chị thấy rằng á là cái việc mà chúng ta đi tiêm thì cái giá trị mang lại rất là nhiều. Khi mà chúng ta tiêm được 2 mũi thì cái khả năng bảo vệ của chúng ta ít nhất cũng đã đạt 60-70%, thậm chí cao hơn rồi, tùy vào cái loại vaccine. Chính vì lý do đó thì khi mà chúng ta đã tiêm vaccine rồi, lỡ chúng ta có bị nhiễm COVID-19 thì chắc chắn rằng những cái triệu chứng mà bùng phát trong cái cơ thể của anh chị á, nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với những trường hợp mà người ta không có được tiêm vaccine COVID-19 trước đó. Do đó là cái giá trị của vaccine rất rất là lớn. Mà đặc biệt như bác sĩ Thảnh vừa nói đó, nếu như một cái người phụ nữ họ có thai rồi mà họ bị nhiễm COVID-19 thì á, nếu mà không có tiêm thì cái tình trạng nặng của họ, cái nguy cơ dẫn đến những cái tình trạng nặng sẽ cao hơn, tăng cái nguy cơ phải nhập viện điều trị hoặc là nằm hồi sức luôn, hoặc thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của chính cái người phụ nữ đó. Cho nên là cái giá trị vaccine rất là lớn, chúng ta cần thiết là phải nhanh chóng tiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái việc là nếu như chúng ta tiêm thì chúng ta tiêm khi nào, đây là một cái câu hỏi có rất là nhiều anh chị thắc mắc và gọi điện trực tiếp cho bác sĩ, thậm chí là gọi điện lên hotline của IVF Phương Châu rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái chuyện là chúng ta nên tiêm thời điểm nào. Thì bất cứ thời điểm nào bạn có một cái chỉ định hoặc có một cái cơ hội được tiêm là chúng ta đi tiêm thôi, mình không có cái giới hạn. Hiện tại á thì đối với thai phụ mà đã biết mình đã có thai rồi thì hiện tại Bộ Y tế vẫn vẫn còn làm khuyến khích là chúng ta nên tiêm sau 13 tuần, thì chỉ có vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta không phải đang trong giai đoạn mang thai thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tiêm cả, kể cả khi bạn đang mong chờ tháng này có thai nhưng bạn cũng chưa biết là tháng này mình có thai hay không, thì nếu có cơ hội tiêm bạn vẫn có thể tiêm. Và hiện tại thì vẫn không có cái chỉ định là chúng ta cần phải test coi là mình có đang có thai hay không trước khi tiêm. Điều đó cho thấy rằng là mình có thể tiêm bất cứ lúc nào, chỉ trừ khi là bạn đã biết thật sự rằng bạn đang có thai thì để kỹ một chút thì chúng ta đợi đến thời điểm thai 13 tuần thì mình tiêm. Rồi thì khi mà mình tiêm thì chúng ta sẽ ví dụ như là đặc biệt là trong cái giai đoạn hỗ trợ sinh sản, thôi phần này để hỏi bác sĩ Thảnh đi, bác sĩ Thảnh sẽ chia sẻ thêm ha. Nếu như bây giờ một cái người phụ nữ hay là một cái người nam giới họ đang trong một cái đợt điều trị hoặc là họ đang chuẩn bị đi tiêm, đi trị hỗ trợ sinh sản, thì có một cái lịch tiêm COVID thì mình có nên tiêm không, hay bác sĩ Thảnh? Dạ rồi, thì nhiều cái cuộc gọi đến IVF Phương Châu thì cũng nhận được cái câu hỏi này. Thì như chị đang lúc nãy cũng đã nói đó, thì tiêm vaccine á, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản của người nam và người nữ hết á. Nhưng mà không tiêm mà lỡ bị nhiễm á, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Cho nên á, nếu mà chúng ta có cái lịch tiêm á, thì theo bác sĩ á, thì mình nên đi tiêm. Tuy nhiên á, khi mà đến tiêm ngừa đó, thì ở đó cũng sẽ được những cái bác sĩ đó, người ta khám, những nhân viên đó người ta khám đánh giá trước khi mình tiêm là đủ điều kiện thì mới được. Và hiện tại á, thì không có cái
cái việc mà khám sàng lọc thai trước trước khi xét nghiệm thứ hai đó, trước khi tiêm. Một số anh chị rất là lo lắng ở chỗ là hả, lỡ như tiêm vậy là rồi đang đẻ bầu nè, rồi dính bầu rồi sao, có ảnh hưởng gì hay không? Thì cái đó thì chưa có nghiên cứu nào nói là ảnh hưởng đến cái em bé hết. Và nếu như có thai rồi đó, mà trong cái thời gian mà mang thai đó, thì đến lịch tiêm mà sau 13 tuần đó, thì anh chị vẫn có thể đi tiêm. Và trong cái quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản này nè, thì ví dụ như đang kích thích buồng trứng chẳng hạn, đang chuyển phôi luôn, thì có thể tiêm được. Tuy nhiên á, vaccine nó có thể có một số tác dụng phụ nha các anh chị. Thì để tránh nhầm lẫn giữa cái tác dụng phụ này á, với những cái tác dụng ví dụ như do thuốc kích thích buồng trứng hoặc là do quá trình điều trị đó, thì nên cân nhắc mình dời lại cái ngày tiêm này, xa xa những cái ngày ví dụ như thủ thuật chọc trứng nè, bơm tinh trùng hoặc là chuyển phôi gì đó, lỡ như những cái ngày đó mà mình bị sốt hay là mình mệt mỏi gì đó, thì nó sẽ làm cho mình lo lắng và ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta, chứ không phải là ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị nữa. Chủ yếu là do cái mình có thoải mái hay không đến cái cơ sở điều trị thôi. Thì một số anh chị rất là lo lắng cái chỗ mà có thai đó, bây giờ lỡ dính bầu rồi có bất thường gì hay không. Thì hiện tại thì anh chị cứ yên tâm, dưỡng thai đi, khám thai hoặc là sàng lọc như bình thường, như những thai bình thường thôi ạ. Đúng rồi, à, có nghĩa là khi mà chúng ta đã tiêm COVID-19 rồi thì anh chị có thể để thai bất cứ lúc nào. Có nghĩa là ví dụ như anh chị đang chuẩn bị để cho có thai tự nhiên thì tiêm xong anh chị vẫn để được. Hoặc là nếu như anh chị đang chuẩn bị làm bơm tinh trùng hay thụ tinh trong ống nghiệm mà anh chị vừa tiêm một đợt vaccine xong, khi đến cái kỳ kinh mình vẫn có thể đi điều trị được. Hoặc thậm chí khi các anh chị đang kích thích buồng trứng để chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm, chuẩn bị chọc hút trứng mà có cái lịch tiêm mà mình thấy mình có thể hỏi ý ý kiến của bác sĩ. À, hiếm muộn ha, nhưng mà đại khái là chúng ta vẫn có thể tiêm nếu như mà cái ngày tiêm đó cách cái ngày chọc hút trứng khoảng vài ngày thì mình cũng có thể mình tiêm luôn. Tại sao mà chúng ta mình thật ra mình không có chống chỉ định tiêm vào cái ngày sát chọc hút trứng, nhưng mà như bác sĩ Thảnh nói đó, có nghĩa là nếu như chúng ta tiêm vaccine xong về mình có thể bị sốt nè, bị mệt mỏi nè, rồi trùng hợp lúc đó chúng ta lại chọc hút trứng nữa thì bác sĩ sẽ không có nhận định được rõ ràng cái việc bạn sốt đó là do nhiễm trùng của tác dụng phụ của những cái thủ thuật hay là do tác dụng phụ của thuốc tiêm, thì lúc đó khó xử trí hơn thôi, chứ thật ra nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. À, và thậm chí là sau khi mà chúng ta chọc hút trứng xong thì chúng ta có lịch tiêm thì mình vẫn có thể tiêm, cho nên là cái việc tiêm COVID-19 bạn cứ thấy rằng là có được được cái cơ hội nào là chúng ta hãy chớp ngay cơ hội đó, chứ mình cũng không có nên chờ đợi và chúng ta cũng không có nên ngồi lựa chọn. Rồi, thì song hành đó cũng sẽ có một vài cái câu hỏi như thế này. Là tôi nghĩ rằng là tất cả các anh chị ngồi đây cũng sẽ thắc mắc đó, đó là cái loại vaccine chúng ta có nên lựa chọn hay không. À, thì cũng xin thưa với các anh chị là tất cả những cái vaccine đã được Bộ Y tế Việt Nam chấp nhận thì chúng ta đều có thể tiêm, chúng ta không cần phải lựa chọn là Astra hay là Verocell hay là Pfizer hay là Moderna. Chúng ta không cần phải lựa chọn cái loại nào để ưu tiên. Ví dụ như tôi có cái lịch tiêm của Astra thôi, tôi chờ chừng nào có Pfizer tôi đợi, thì thật ra không cần, bởi vì cái việc á, chúng ta chờ đợi ở đây nó sẽ trì hoãn cái thời gian tiêm, và trong khoảng thời gian đó bạn có thể bị nhiễm COVID bất cứ lúc nào, và điều đó đáng sợ hơn là cái việc là bạn đi tiêm cái loại thuốc nào. Cho nên loại thuốc nào cũng bảo vệ chúng ta được hết, chúng ta không cần là phải lựa chọn, không cần là phải chờ đợi tới cái loại nào mình cảm thấy là mình an tâm hay là mình thích. Rồi, tuy nhiên là thí dụ như bạn đang có thai thì hiện tại Bộ Y tế Việt Nam vẫn chưa có cho tiêm cái thuốc là Sputnik V. Thì ngoài cái loại đó ra là bạn cũng có thể tiêm bất cứ loại nào nếu bạn có thai, còn nếu hoặc là cho con bú, còn nếu như bạn cho con bú hoặc là bạn đang không có thai gì cả thì loại nào bạn cũng có thể tiêm được. Rồi, ngoài ra thì bác sĩ Thảnh còn những cái chia sẻ gì thêm trong cái quá trình mà mấy hôm nay mình khám bệnh không, bác sĩ Thảnh? Dạ, cái vấn đề loại vaccine đó cũng nhiều chị rất là lo lắng, là tại vì trên đài thôi cũng 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 đưa tin đó, là khi mà nghe là nói tiêm vaccine Trung Quốc hay gì đó thì rất là lo lắng, rồi mình đi về mình bỏ qua cái cơ hội đó. Thì nhà nước Bộ Y tế cũng có khuyến cáo đó, là mình nên nên tiêm vaccine, không cần đợi, không phải phải
đợi những cái loại vaccine nào đợi thì không có biết đến bao giờ. Và hiện tại tình hình nó đang sốt ở tất cả các tỉnh luôn, ở trên ở Việt Nam này và trên thế giới luôn, chứ không phải là có cái một cái tỉnh nào đó nó an toàn. Cho nên là nên tiêm để bảo vệ sức khỏe của mình trước đi, rồi hãy nghĩ tới những cái vấn đề khác. Và hồi nãy á, chị đang có nói đến một cái loại vaccine đó là Sputnik V đó, thì cái đó nó sẽ chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú. Cho nên nếu ví dụ như mình lỡ tiêm một cái mũi mũi một rồi mà có thai gì đó, thì tới cái giai đoạn mà thai lớn một chút xíu đó, thì có thể là mình sẽ không có tiêm lại cái loại đó nữa, mà mình sẽ đợi qua cái giai đoạn đó, nhưng mà mình có thể tiêm cái loại một cái mũi khác, giống như là tiêm lại từ đầu vậy đó. Đương nhiên sẽ không có tiêm lại cái loại đó nữa, chỉ có duy nhất thôi. Còn ví dụ như những cái vaccine khác, Trung Quốc hay Anh hay Nga hay Nhật gì đó, thì chúng ta cũng nên cân nhắc giữa cái lợi ích và nguy cơ của chúng ta đó, để mình cân nhắc mình tiêm, chứ đừng có bỏ qua cái cơ hội rồi đôi khi nhiều cái chuyện nó không may sẽ đến. Dạ rồi, và một số chị cũng lo lắng nữa chị Đang. Thì ví dụ như sau khi có thai chẳng hạn, nhiều, đặc biệt là thai hỗ trợ sinh sản, thì gọi các chị là khuyến khuyến cáo mình nên tiêm á, tại vì mang thai nó nguy hiểm hơn nếu mình không có tiêm á, thì gọi tiêm lên vậy đó, thì một số chị lo lắng là không biết là có gây sảy thai không, hay là thai chậm phát triển, hay thai lưu vậy không, nhưng đó cũng là một cái số lo lắng. Nhưng mà đương nhiên lo lắng đó là đúng. Tuy nhiên á, hiện tại á, thì chưa có cái khuyến cáo nào á, là nói là những cái loại vaccine á, nó sẽ ảnh hưởng như vậy hết. Cho nên các anh chị cũng yên tâm, trước khi, đặc biệt á, nhắc lại là trước khi tiêm vaccine á, là chị sẽ được khám và sàng lọc trước, và sau đó mình đủ sức khỏe rồi đó mình mới tiêm. Cho nên á, là tùy mỗi cơ địa của mỗi người, và tùy theo cái lợi ích và nguy cơ đó, chúng ta sẽ cân nhắc tiêm các anh chị. Rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thảnh. Ngoài ra thì có một cái thắc mắc mà khi mà chị khám bệnh á, thì cũng có những chị hỏi những anh chị hỏi như thế này: nếu như chúng ta là nên đợi, nên chờ đợi là mình tiêm đủ 2 mũi rồi mình mới đi điều trị hỗ trợ sinh sản, hay là bây giờ đó đó câu hỏi đó cũng cũng rất là thường luôn đó, hoặc là chúng ta nên đi tiêm xong rồi mới đi điều trị, hay là chúng ta cứ đến cái kỳ kinh thì cứ điều trị và trong thời gian điều trị đó chúng ta lại tiêm, như vậy thì chúng ta sẽ cân nhắc như thế nào? Thì như thế này nè các anh chị, nó sẽ tùy vào từng tình huống cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa ra cái khuyến khích cho anh chị. Ví dụ như và thứ nhất là tùy vào sự lựa chọn của các anh chị. Nếu như chúng ta muốn an toàn nhất thì chúng ta có thể là tiêm đủ 2 mũi xong rồi chúng ta đi điều trị hỗ trợ sinh sản thì cho nó thoải mái hơn, bởi vì chúng ta không cần phải lo lắng là trong lúc đang điều trị thì phải tiêm, rồi tiêm thì lại về sốt rồi mệt mỏi, lại thêm một cái vấn đề là mệt mỏi do tiêm thuốc kích thích buồng trứng, nó làm cho cơ thể mình trở nên nặng nề hơn. Thì mình cũng có thể là mình đi tiêm cho đủ 2 mũi xong thì mình tiến hành điều trị hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp là các anh chị không thể chờ đợi được, ví dụ như là những trường hợp chúng ta lớn tuổi hoặc chúng giảm dự trữ buồng trứng, nếu càng chờ đợi thì cái buồng trứng của mình càng suy giảm, mà nó bức thiết quá, cấp thiết quá, mình cần phải chọc hút trứng để lấy ra những cái trứng còn sử dụng được. Như thế nào thì mừng mừng như thế đó đó. Thì có nghĩa là trong trường hợp đó thì chúng ta vẫn nên là thực hiện hỗ trợ sinh sản ngay, và bất kỳ khi nào có một cái lịch tiêm thì chúng ta sẽ thông báo cho bác sĩ điều trị. Lúc đó cân nhắc trong quá trình vừa kích thích buồng trứng vừa điều trị hỗ trợ sinh sản chúng ta vẫn có thể tiêm xen vào luôn. Cho nên là cái thông tin này gửi đến các anh chị để các anh chị đỡ lo lắng nha. Hoặc là nếu như các anh chị cảm thấy là tôi cũng không biết là tôi đang rơi vào nhóm nào, tôi là đối tượng gì, có nên trì hoãn hay là nên cứ tiêm ngay, thì các anh chị có thể gọi điện trực tiếp đến khoa hiếm muộn hoặc là các bác sĩ ở đây, thì các bác sĩ sẽ cùng trao đổi với các anh chị rõ hơn. Rồi, thì Rồi. Nãy giờ là cũng thấy có câu hỏi rồi đó, bác sĩ Thảnh ơi. Dạ rồi. Ở đây có một số anh chị là nói là đúng là ngay cái tình trạng của các anh chị luôn, là đang ở nhà nhưng mà đợi mòn mỏi luôn. Thì hôm nay á, hy vọng là cái buổi chia sẻ hôm nay á, giống như mình đang nói chuyện với nhau như thế này nè, thì các anh chị có thắc mắc gì cứ mạnh dạn mình comment ở phía dưới này, rồi bác sĩ sẽ giải đáp. Còn nếu mà giải đáp mà không kịp nữa đó, thì cứ để lại đây đi, rồi nhân viên y tế sẽ trả lời từng cái tin nhắn luôn, hoặc là gọi trực tiếp cho chúng tôi sẵn sàng tư vấn.
Và như chị Thanh có nói lúc nãy đó, nếu mà mình tiêm hai mũi vaccine được á, thì quá tốt rồi, đủ 14 ngày, 21 ngày luôn, thì đi hỗ trợ sinh sản an tâm nhất rồi. Còn nếu mà nó chưa đạt được như vậy đó, thì phải cân nhắc lại cái thời gian mình trì hoãn chờ đợi nè, có rơi vào những cái tình huống ví dụ như khi mà giảm dự trữ buồng trứng chẳng hạn, hoặc là có những cái bệnh lý gì đó mà càng ngày cái số lượng trứng hoặc là chất lượng trứng á, trì hoãn như vậy á, nó giảm dần đi, và đến khi mình đủ hai mũi rồi quay lại hỗ trợ sinh sản không được nữa, hả, hết trứng rồi, hoặc là khi đó hỗ trợ sinh sản cái tỷ lệ nó quá giảm đi, thì có thể anh chị có thể cân nhắc liên hệ với bác sĩ hỗ trợ sinh sản nè, đồng thời sẽ có bác sĩ khám sàng lọc tiêm COVID nữa, cho nên anh chị cứ mạnh dạn liên hệ với chúng tôi hoặc là đến thăm khám trực tiếp hoặc là gọi điện thoại cũng được, chúng tôi sẵn sàng tư vấn. Thì có một câu hỏi là em vừa tiêm ngừa mũi 1 thì bao lâu mới điều trị hỗ trợ sinh sản được, thì cái này chắc chị đang nhắc lại cho khán giả ở đây biết được cái câu này hay chị đang. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thảnh. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi tiên này ha. Có nghĩa là như lúc nãy cũng có chia sẻ với các anh chị, khi mà chúng ta đã tiêm cái mũi thứ nhất rồi thì thông thường là 4 đến 8 tuần các anh chị sẽ được tiêm cái mũi thứ hai. Như vậy á thì tùy vào cái quyết định, cái sự lựa chọn của các anh chị. Nếu như mà mình cảm thấy rất là trong con rồi, bây giờ phải đi điều trị ngay, cố gắng càng sớm càng tốt, thì thôi cứ đến kỳ kinh có cơ hội là mình đi điều trị liền, rồi song hành cùng với cái việc đi kích thích buồng trứng, điều trị hỗ trợ sinh sản hoặc là chuyển phôi gì đó mà các anh chị có cái lịch tiêm thứ hai, thì chúng ta vẫn có thể xen vào tiêm luôn đó. Hoặc là chúng ta có sự lựa chọn thứ hai, có nghĩa là anh chị đợi 4 đến 8 tuần chúng ta tiêm cái mũi thứ hai xong rồi, ổn định rồi, thì chúng ta đi điều trị hỗ trợ sinh sản. Sự lựa chọn nào cũng được hết, nhưng mà chúng ta sẽ cân nhắc thêm một chút xíu nữa, đó là tùy vào cái bệnh lý của anh chị. Bệnh lý của anh chị có cấp thiết để đi điều trị hiếm muộn nhanh hay không, ví dụ như là giảm dự trữ buồng trứng, hay là các anh chị đang bị là lớn tuổi rồi khó có con và nhất thiết là phải điều trị sớm gì đó, thì chúng ta nên ưu tiên cái việc đi điều trị hỗ trợ sinh sản luôn. Rồi tiêm thì chúng ta cứ đến lịch thì chúng ta xen vào tiêm. Còn nếu như mà mình cảm thấy trì hoãn được, thì thứ nhất tuổi mình còn trẻ nè, thứ hai là cái việc mong con của anh chị cũng không gọi là quá cấp thiết, cái thứ ba nữa là anh chị không có những cái bệnh lý nặng mà cần thiết bác sĩ yêu cầu là điều trị hỗ trợ sinh sản ngay, hoặc là tôi cũng sắp đến cái lượt tiêm thứ hai rồi thì thôi mình ráng mình đợi tiêm luôn, rồi xong rồi sau đó mình có thể đi điều trị hỗ trợ sinh sản ngay. Thậm chí sau cái ngày tiêm mà mình có kinh mình vẫn có thể đi điều trị được liền, mình không có cần chờ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì hết anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị. Dạ Rồi, rồi. để chị Ở phía hỏi dưới bác sĩ này Thảnh một câu nha. cũng thấy. Rồi, câu hỏi của bạn Thanh Thanh là: bác sĩ cho hỏi hiện tại em được chẩn đoán là hồ huyết bánh nhau, và tim em bé thì bị chẩn đoán là hở van 3 lá 1/4. Vậy mình có thể tiêm vaccine COVID được không ạ? Hiện tại thai 20 tuần rồi bác sĩ Thảnh. Là đang đúng cái chuyên bô môn của bác sĩ Thảnh đó. Dạ rồi, hiện Rồi, tại cảm thay ơn. chị. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Thanh Thanh. Em cảm ơn chị Đen ạ. Thì hiện tại trước khi tiêm vaccine á, chúng ta sẽ được khám và sàng lọc lại, và nên tiêm vaccine khi mình cảm thấy khỏe nhất, hoặc là chị đang không có đang trong cái điều trị cái gì hết á. Ví dụ như mình đang gặp có bất thường, ví dụ như ra huyết, tại vì hồ huyết bánh nhau ở đây thì không biết là ý chị nói là có bóc tách hay là tụ dịch hay là dọa sảy thai gì không thì không rõ. Cho nên nếu mình đang trong cái quá trình mình điều trị hoặc là rơi vào những cái biến chứng cần theo dõi như vậy đó, thì nên theo dõi xong qua cái giai đoạn đó ổn định đó, rồi mình hẳn đi tiêm vaccine. Còn nếu ví dụ như đang trong cái giai đoạn ví dụ như dọa sảy thai hoặc là có tụ dịch hoặc là em bé có bất thường gì đó, thì lúc mình tiêm vaccine vào nữa, đôi khi không phải là do vaccine mà ảnh hưởng đến em bé, nhưng mình đôi khi có cái việc gì đó nó bất lợi xảy ra đó, thì chúng ta lại lo lắng hoặc là nghĩ cái tác hại của vaccine, thì đôi khi nó sẽ không có chính xác. Cho nên qua cái giai đoạn cái đợt đợt cấp này đi, khi mà ổn định lại rồi đó, thì chị có thể đến khám điểm khám và sàng lọc đó, thì bác sĩ ở đó sẽ quyết định, mình sẽ có thể là bàn bạc với bác sĩ, tại vì vaccine nó là một sự chọn lựa, khi nào mình thấy thích hợp nhất thì mình sẽ tiêm, chứ không phải là bắt buộc là ai cũng phải tiêm cái loại đó, hoặc là đến giờ tiêm thì phải tiêm, thì chúng ta sẽ cân nhắc giữa những lợi ích và nguy cơ đó chị. Đây là một câu hỏi rất là hay ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thảnh rất là nhiều. Dạ. Và thôi chị sẽ tự trả lời một cái câu hỏi. Được chứ. Dạ. Đây. Rồi,
Có một chị hỏi, chị là chị Trúc Mộng Nguyễn, thì chị đang hỏi một vấn đề không liên quan đến tiêm vaccine đâu bác sĩ Thẳng. Chị hỏi là bác sĩ ơi, em từng làm IVF ở Sài Gòn, chuyển phôi 3 lần nhưng thất bại, làm sao để tỷ lệ trứng tốt ạ? Thì cái câu hỏi này thật ra nó lại là cái lo lắng của rất rất là nhiều anh chị khi đi điều trị hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là những anh chị lớn tuổi hoặc là những anh chị mà đã có từng thất bại một hai lần á, là chúng ta thường rất là lo luôn. Lúc đó mình chỉ ngồi đây mình không biết á, là bản thân mình làm gì để được tốt hơn. Thật ra vậy nè anh chị, cái buồng trứng của mình á là khác với người đàn ông. Người đàn ông là mỗi ngày họ mỗi sản xuất tinh trùng, cho nên là hôm nay tinh trùng có thể yếu, nếu chúng ta ăn uống bồi bổ, chúng ta làm mọi thứ, đôi khi có thể một hai tuần, hai ba bốn tuần, và một vài tháng sau thì cái tinh trùng có thể cải thiện lên, do là tinh trùng được sản xuất mới hoàn toàn. Còn khi mà về cái buồng trứng là bản chất là cơ thể của người phụ nữ là buồng trứng là có sẵn từ lúc chúng ta sinh ra, nó đã quy định được cái buồng trứng của mình có bao nhiêu trứng nè, cái chất lượng trứng như thế nào nè, và nó quy định luôn là khi mà chúng ta còn trẻ thì hầu như mỗi lần rụng trứng đa số là những trứng chất lượng tốt nó sẽ rụng trước. Lúc đó chúng ta sẽ có cái cơ hội là có những cái trứng tốt và dễ thụ thai. Nhưng chúng ta càng lớn tuổi thì những cái trứng tốt giống như là cũng càng ngày càng cạn kiệt xuống. Và cái thứ hai nữa, nó ảnh hưởng bởi độ tuổi nè, ảnh hưởng bởi đời sống, rồi lối sống của chúng ta, rồi tinh thần, rồi rất là nhiều cái yếu tố xung quanh, nó làm cho chất lượng trứng bạn khi mà càng lớn tuổi, hoặc là bạn có một cái đời sống rất là khó khăn, ví dụ như là stress nè, ảnh hưởng nè, rồi yếu tố môi trường, những cái hóa chất nó tác động lên trực tiếp lên như vậy, thì cái buồng trứng á, hầu như khi bạn càng lớn tuổi thì cái chất lượng trứng nó ngày càng giảm đi, và lúc đó chúng ta đi điều trị hỗ trợ sinh sản thì cái chất lượng phôi được tạo thành thường nó cũng sẽ càng ngày càng giảm đi. Do đó có rất là nhiều anh chị cảm thấy là lo lắng và muốn làm sao để cho cái chất lượng trứng nó tốt lên. Nhưng mà giống như là tôi vừa nói lúc nãy, nghĩa là cái chất lượng trứng nó ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố, mà nặng nhất chính là ảnh hưởng bởi độ tuổi. Rồi thành ra là cái độ tuổi thì mình không có kéo lại được, không có làm sao cho thanh xuân trở lại được. Cho nên là thật ra về chất lượng trứng để kéo lên được, ví dụ hôm nay cái chất lượng trứng bạn nó giảm xuống còn 30-40%, bây giờ bạn muốn tốt lên 80-90% thật ra rất là khó luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn có nhiều cách để chúng ta có thể hỗ trợ để cải thiện một cái mức nào đó. Điều thứ nhất là cái chất lượng trứng ảnh hưởng bởi cái những cái thứ nhất là bạn ăn uống chất dinh dưỡng, những cái chất xung quanh đó, những cái chất chống oxy hóa của bạn nó có đầy đủ hay không thì nó cũng ảnh hưởng. Do đó mình có thể là ăn uống cải thiện bằng cách ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, cố gắng ăn nhiều trái cây, rau xanh để bổ sung những cái chất chống oxy hóa cho cơ thể chúng ta. Và chúng ta có thể uống những cái thực phẩm chức năng hoặc là các thuốc loại thuốc mà mình hay gọi là thuốc bổ đó. Ví dụ như là axit folic nè, vitamin E nè, rồi canxi nè, vitamin E nè, các vitamin vitamin C nè, thì nó cũng góp phần một phần nào đó sẽ giúp cho cái buồng trứng của mình có thể cải thiện một ít nào đó. Và một cái điều mà rất rất là quan trọng đó chính là cái tâm lý của chúng ta, bởi vì khi mà bạn bị stress đó thì trong cơ thể của bạn nó sẽ tiết ra rất là nhiều hóa chất trung gian và nó sẽ tác động rất là hại đến buồng trứng của mình. Cho nên là cái người phụ nữ họ càng không có con được, họ sẽ càng stress, và khi họ càng stress thì cái tác động của cái stress đó nó sẽ tác động ngược lại lên buồng trứng, làm cho cái buồng trứng của bạn càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Do đó nếu như bạn giải giải thoát được cái stress thì đôi khi bạn cũng có thể cải thiện một ít nào đó về chất lượng trứng, mà đôi khi có sự cải thiện ngoạn mục luôn đó. Nhiều khi chúng ta đang rất rất là căng thẳng nhưng chúng ta đi khám hiếm muộn, gặp đúng ngay người bác sĩ tâm lý nói chuyện thoải mái và chúng ta thư giãn ra được, và chúng ta thoải mái ra được, xua đi cái nỗi lo đó trước mắt đó, rồi tự nhiên về có thai tự nhiên. Ở đây chúng tôi gặp rất là nhiều luôn, cho nên á đôi khi bạn chỉ cần làm một cái động tác đơn giản thôi, cười mỗi ngày và thư giãn, đừng có để cái áp lực đó ảnh hưởng đến chính bạn, thì đôi khi bạn cũng có thể á có thai tự nhiên được luôn. Rồi cái tác động thứ tư đó là chính là hóa chất, có nghĩa là có những cái việc á mà mình không cố ý nhưng nó tác động lên mình. Ví dụ như bạn làm trong một cái môi trường làm việc mà toàn là hóa chất, thí dụ như là bạn làm trong cái môi trường là xăng dầu, bạn là một cái người á, ngồi trong cái cơ sở xăng dầu,
đó, mỗi ngày nó cũng có thể tác động lên bạn, hoặc là bạn làm một cái môi trường thuốc bảo vệ thực vật mình không có biết đâu, nhưng mà mỗi ngày một ít nó cũng tác động trực tiếp lên bạn. Và một cái mà mình vô tình mình không thể nào biết được đó chính là những cái hóa chất từ thực phẩm thức ăn mà mình ăn mỗi ngày. Do đó mình cũng có thể là kỹ một chút về những cái thực phẩm, những cái loại thức ăn an toàn, làm sao mà ăn được những cái chất hữu cơ được, thì nó cũng làm giảm đi những cái yếu tố tác động có hại lên chính cái buồng trứng của mình. Thì một số cái ý để chia sẻ với chị, nhưng thực tế Dạ. là cho dù chúng ta làm hết mọi thứ đó thì cũng không thể có sự cải thiện ngoạn mục về mặt buồng trứng. Nhưng mà đôi lúc á là không có cái cách nào để cải thiện ngoạn mục được, thì bác sĩ sẽ có những cái cách khác, ví dụ như là chúng ta sẽ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, lựa chọn những cái trứng nào có khả năng sử dụng được, chúng ta có thể lựa chọn để thực hiện thụ tinh và làm thành phôi. Hoặc một cái cách đối đế là chúng ta có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm sinh trứng, nghĩa là nếu mình lớn tuổi quá và không có cách nào để cải thiện được nữa thì mình có thể là sinh trứng của một cái người phụ nữ trẻ khác, chúng ta vẫn có một cái cơ hội để có được cái phôi tốt hơn. Đôi lúc bạn cũng cần phải đánh đổi một chút để có được cái kết quả mà như ý muốn. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị, cảm ơn bác sĩ Thẩm. Dạ, đúng là vô chuyên môn của bác sĩ Đan luôn. Bác sĩ Đan tư vấn rất là rõ ràng luôn đó. Tuy nhiên em có bổ sung thêm một cái ý chỗ này nữa là chị khán giả ở đây á, là chị comment là để lại là nói là thất bại thôi, nhưng mà tại sao không không biết tại sao là chị hỏi về vấn đề trứng thôi. Thì đương nhiên hỗ trợ sinh sản á, thì cái chất lượng trứng thì nó chỉ ảnh có thể ảnh hưởng một phần thôi, phần phần còn lại có thể là do cái tử cung như thế nào, nội mạc tử cung ra làm sao, hoặc là cái chị có những cái bệnh lý gì đi kèm hay không, hoặc là tinh trùng có ông xã gì có bất thường gì không nữa. Chúng ta cũng phải có một cái nhìn tổng quan thì cái kết quả mới đạt hiệu quả nhất, chứ không phải chỉ tập trung vào cái chất lượng trứng thôi nha. Dạ rồi, chắc em xin quay lại cái chủ đề về vaccine của mình ha, em thấy cũng có rất là nhiều câu hỏi đó. Dạ Rồi, bác sĩ Thảnh trả lời câu hỏi tiếp theo. dạ ở đây có một câu hỏi là một khán giả hỏi là mình đã tiêm 2 mũi rồi và dự định lên bệnh viện canh niêm mạc để chuyển phôi. Vậy thì nếu chuyển phôi mà dịch COVID á, thì có ảnh hưởng tới em bé Dính không COVID, bác sĩ? bác dính COVID À, có dính nghĩa là COVID, bị nhiễm á. Dạ, dạ rồi. Thì nếu mà tiêm đủ 2 mũi rồi đó, thì khi mà lại có tiêm 2 mũi đó, mà cái khoảng cách nó đủ thời gian từ cái mũi thứ hai khoảng 2 đến 3 tuần tùy loại vaccine đó, thì cái hiệu quả bảo vệ đương nhiên nó không phải 100%, không có phải là ngăn chặn là mình không có bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên khi nhiễm thì có thể chúng ta chỉ nhiễm nhẹ hoặc là trung bình thôi, nói chung là có thể mình không phải nhập viện hay không còn không cần phải điều trị, nhiều khi chỉ cần theo dõi thôi rồi mình có thể về. Cho nên là hỏi có ảnh hưởng gì hay không, thì trước mắt là nếu mà chị tiêm được 2 mũi rồi đó là thấy giống như là mình có một tấm lá chắn rồi đó, nhưng mà 100% không đảm bảo rồi. Tuy nhiên có thể mình tự tin một chút xíu là lỡ như mình không may mắn nhiễm COVID thì có thể chỉ rơi vào nhiễm nhẹ thôi, và cái vaccine khi mà hình thành kháng thể nó có thể truyền qua nhau thai bảo vệ em bé nữa, cho nên nó có thể bảo vệ em bé nữa. Cho nên là chị cũng đừng có lo lắng quá về vấn đề này. Đương nhiên chúng ta cũng không có bỏ qua cái khoảng 5K, trước mắt là bảo vệ chúng ta cái đã, an toàn trước cái đã. Còn nếu như lỡ như mà không may mắn bị nhiễm thì có 2 mũi vaccine giống như là tấm lá chắn thứ hai rồi. Dạ rồi, chắc em xin đi câu hỏi tiếp theo ạ. Rồi. Dạ dạ rồi, thấy có một một khán giả hỏi là vợ chồng em đã uống thuốc theo đơn 5 tháng nay rồi, nhưng mà do dịch chưa đi thụ tinh được, thì giờ đi lại được rồi, thì không biết là có cần lên khám lại hay là tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm luôn ạ. Dạ chắc chị đang giải đáp câu hỏi này cho chị ạ. À, dạ chào chị Thùy Lê. Thì 5 tháng thì chị vẫn có thể lên điều trị hỗ trợ sinh sản luôn đó chị. Thì thông thường là những cái xét nghiệm, nếu như mà những cái xét nghiệm của anh chị thực hiện cách đây khoảng 5 tháng thì mình có thể là sử dụng lại được những cái kết quả, ví dụ như là siêu âm nè, hoặc là chỉ số xét nghiệm nội tiết AMH của vợ nè, kết quả khám phụ khoa, kết quả tầm soát ung thư cổ tử cung, rồi người chồng thì kết quả xét nghiệm tinh trùng. Kết quả xét nghiệm các vấn đề về miễn dịch thì chúng ta vẫn có thể sử dụng lại được. Cho nên là với
cái việc là mình chỉ mới có khoảng 5 tháng thì thôi anh chị tranh thủ lên điều trị, để chúng ta thứ nhất là tranh thủ có con, cái thứ hai là mình tranh thủ tiết kiệm được về cái chi phí. Nếu chúng ta phải để khoảng 6 7 tháng, 8 9 tháng thì đôi lúc bác sĩ cũng sẽ khuyến khích anh chị làm xét nghiệm lại để chúng ta đánh giá kỹ lại. Rồi cảm ơn chị nha. Có một cái câu hỏi tiếp, chị sẽ gửi đến bác sĩ Thảnh ha. Tôi dự Dạ. định hiến tinh trùng, tôi có thể tiêm vaccine COVID được không? Dạ Rồi, rồi. mời bác sĩ Thảnh. Cái vấn đề hiến tặng tinh trùng, bây giờ là mình nói vấn đề hiến tặng chung nha. Rồi ở đây là tinh trùng, có thể là tinh trùng hoặc là trứng. Thì nó cũng tương tự giống như là mình điều trị hỗ trợ sinh sản vậy đó. Thay vì ví dụ như kích thích buồng trứng, sử dụng trứng tự thân hoặc là tinh trùng tự thân, thì có thể sinh tinh trùng hoặc là sinh trứng chẳng hạn. Thì những cái người hiến đó cũng giống như những cái người mà đi hỗ trợ sinh sản gì đó. Thì nếu mà lý tưởng á, thì có thể sau khi tiêm vaccine đi khoảng một tuần lễ á, ví dụ như mình theo dõi hết tất cả, không có tác dụng phụ gì hết á, sức khỏe của mình hoàn toàn khỏe, thì anh chị có thể mạnh dạn đến những cái cơ sở trung tâm hỗ trợ sinh sản đó, anh chị có thể hiến tặng trứng hoặc tinh trùng. Những cái nghĩa cử này là rất là cao quý đó các anh chị, và đừng có lo lắng, có thể tiêm được vaccine được bình thường. Chỉ sợ là sau khi tiêm vaccine rồi đó, đôi khi một số anh chị sốt hoặc là cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau cơ gì đó, không có thể đến được thôi. Còn nếu cảm thấy sức khỏe ổn á, thì anh chị vẫn có thể hiến tặng trứng hoặc là tinh trùng được bình thường ạ. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi ạ. Dạ, cảm ơn Hiện bác sĩ tại là cũng có nhiều câu Thảnh. hỏi dữ lắm luôn chị Đen ơi. Chắc em đọc câu hỏi tiếp theo cho chị Đen nha. Một Dạ. khán giả tên là Tâm Thạch có gửi câu hỏi á, là vợ em tiêm vaccine Verocell rồi mới phát hiện có thai, vậy có ảnh hưởng gì tới thai không bác sĩ? Dạ xin mời bác Rồi. sĩ đang chấp hỏi này ạ. Cảm ơn anh chị. Câu hỏi này cũng có thể là nỗi lòng của khá là nhiều anh chị, tại vì khi mà mình tiêm vaccine rồi, mà đặc biệt cái vaccine Verocell, thì mình sẽ có nhiều anh chị lăn tăn, giống như là bác sĩ Thẩm lúc nãy nói đó, là mình nghe cái tiêm vaccine Trung Quốc này kia rồi mình lại cảm thấy ở trong lòng mình không có, hơi bất an kiểu là như vậy. Nhưng mà anh chị yên tâm là hiện tại á, các loại vaccine chưa có một cái nghiên cứu hay một cái khuyến cáo nào để nói rằng là tiêm vaccine là nó ảnh hưởng gây hại cho thai nhi, mà nó chỉ có thể có tác dụng bảo vệ thai nhi mà thôi. Cho nên là khi chúng ta đã tiêm được một mũi rồi, chúng ta phát hiện có thai, thì anh chị cứ an tâm tiếp tục dưỡng thai, nhưng mà chúng ta vẫn phải đi khám sàng lọc thai kỳ cho thật là kỹ đó. Rồi cái mũi thứ hai thì khuyến cáo cũng nên đợi khi mà cái thai mình được tầm 13 tuần, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục tiêm cái mũi thứ hai để nó được bảo vệ thai nhi tốt nhất. Và khi mà anh chị đã có thai thì cái việc tiêm vaccine là rất rất là mong anh chị phải đi tiêm sớm, có nghĩa là tiêm khi mà có được cái thời điểm được rồi là mình phải đi tiêm, chứ mình đừng có chần chừ gì hết, mình đừng nghĩ là tiêm rồi ảnh hưởng tới thai sao, không có. Chúng ta không tiêm mới sợ, tại vì chúng ta đang đối diện với rất rất là nhiều cái yếu tố gọi là nguy hiểm, nó đang rình rập mình. Một ngày mình đi ra ngoài đường thôi mình cũng đã có thể bị lây, bị ảnh hưởng rồi. Cho nên là mình càng tiêm sớm được bao nhiêu thì càng bảo vệ bấy nhiêu. Và như bác sĩ Thảnh lúc nãy có nói, thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là tiêm vaccine thì nó sẽ tạo ra cái kháng thể cho cơ thể người mẹ, và cái kháng thể này có thể truyền qua nhau thai và đến được em bé và giúp cho em bảo vệ em bé sau sinh luôn đó anh chị. Cho nên là tiêm vaccine là một lá chắn thứ hai, bác sĩ Thảnh nói thì thật sự rất là đúng luôn. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị nha. Và Dạ rồi. tiếp theo thì sẽ mời bác sĩ Thảnh trả lời tiếp ha. Câu hỏi của chị Lily. Bác sĩ ơi, hiện tại em mình đang có phôi tại IVF Phương Châu, mà hiện tại tiêm được một mũi vaccine được một Dạ. tuần thì có lên chuyển phôi trữ được không? Rồi, À bác dạ sĩ rồi. Thảnh. Cái này lúc đầu chương trình á là con mình có nhắc qua rồi đó, nhưng mà để bác sĩ trả lời kỹ hơn về cái tình huống này. Thì hiện tại là tiêm được một mũi vaccine được một tuần rồi, thì chị Ly á có thể đến kênh niêm mạc chuyển phôi trữ được rồi đó. Hiện tại lúc lúc nãy có nói á, là trong cái quá trình điều trị, thậm chí là kích thích buồng trứng hoặc chuyển phôi trữ luôn, hoặc là bơm tinh trùng, thì chị vẫn có thể tiêm vaccine và điều trị được. Tuy nhiên á, cái ngày tiêm vaccine, ví dụ như mình biết là trong cái quá trình theo dõi nội mạc tử cung á, nó cũng mất khoảng 2 đến 3 tuần á, chứ không phải là lên là cái chuyển phôi liền. Cho nên là chúng ta có thể chủ động báo với bác sĩ là tôi có cái lịch tiêm vaccine ngày đó đó, thì có thể là dời cái ngày chuyển phôi hoặc là
bác sĩ sẽ tư vấn cho chị một cái tình huống xử lý hợp hợp lý nhất, có thể sợ là cái mũi tiêm vaccine thứ hai vậy đó thôi. Còn nếu mà mới 1 tuần mà chưa có luôn đó thì lên tiêm, lên hỗ trợ sinh sản được bình thường nha. Chỉ sợ là cái mũi tiêm số 2 đó là nó rơi ngay chân cái lúc mà chuyển phôi đó, rồi đôi khi có những cái tác dụng phụ hay gì đó là lại làm cho chị lo lắng nữa. Còn nếu nó không có rơi vào những cái ngày quan trọng đó thì thôi chị vẫn có thể lên canh nội mạc tử cung chuyển phôi trữ và nhanh chóng đón bé luôn. Trong cái thời gian mùa dịch này có cái thời gian dưỡng thai nè, rồi chăm Nghỉ sóc ngơi. thai kỹ hơn nữa. Dạ. Thầy mình phải suy nghĩ tích cực á chị. Đôi khi á anh em bác sĩ tụi tôi cũng hay giỡn á là thôi mùa dịch á anh chị tranh thủ có bầu đi, tại vì đây là thời gian vàng á, anh chị không có được cơ hội nào mà gọi là nghỉ ngơi thoải mái như vậy, tại vì ở nhà nhiều quá mà, để mà mình dưỡng thai hay là mình sanh con mình chăm. Có một số anh chị là nhân cái cơ hội vàng này mình cứ có thai luôn, nó rất là tốt luôn. Rồi Dạ đúng rồi đó chị Đen. cái câu hỏi của bác sĩ Thảnh xong thì lại có một anh hỏi tương tự như câu bác sĩ Thảnh vừa trả lời đó, là em đang tiêm vaccine mũi 2, vậy tiêm xong khoảng 25 ngày thì tới ngày kinh, thì có thể đi canh niêm mạc chuyển phôi trữ không? Thì để chị trả lời ha, chị sẽ nhắc lại Dạ. lần nữa, đó là bác sĩ Thảnh vừa nói đó anh chị, đó là khi mà chúng ta tiêm cái mũi thứ hai xong rồi thì cái câu hỏi này của mình là đã tiêm mũi thứ hai xong rồi quá an toàn rồi, thì khi mà khoảng tầm 25 ngày nữa có kinh, anh chị cứ đến để chuẩn bị nội mạc tử cung và chuyển phôi trữ đi, càng sớm càng tốt, không cần phải chần chừ hay là chờ đợi gì thêm nha. Thậm chí là có những anh chị là vừa tiêm vaccine rồi 2 3 ngày nữa tới ngày có kinh thôi cũng cứ lên luôn, không cần phải ngồi chờ đợi. Tại vì thời gian bây giờ nó được tính là vàng mà, mình cũng không biết đó là sắp tới thì mình cũng có thể đi đến IVF Phương Châu được hay không đó anh chị. Đôi khi hôm nay vẫn còn thấy đi được đàng hoàng đó, nhưng mà cũng không biết tình hình diễn tiến tiếp theo làm sao, thì thôi có cơ hội nào cứ đi cơ hội đó nha. Rồi cảm ơn anh chị câu hỏi đó ha. Dạ. Chắc mời chị bác sĩ Thảnh một câu đi bác sĩ Thảnh. Dạ, ở phía dưới này có một cái câu hỏi mới, đó là khách hàng đang lo lắng vì cái thời gian trữ phôi đó, trong trì hoãn lại đó chị Rồi. Đang, là một khách hàng tên là Trần Anh Thư ạ. Dạ, bạn có hỏi là phôi trữ lâu có ảnh hưởng gì đến quá trình chuyển phôi kế tiếp không ạ? Mình mới tiêm mũi 1 ạ, do dịch bệnh nên 1 năm rồi chưa lên chuyển phôi được. Thì nếu mà lo lắng về cái chất lượng phôi, ảnh trữ phôi đó, thì anh chị không nên lo lắng về vấn đề này ạ. Tại vì nếu có cái phôi trữ ở đây thì tương đối an tâm. Tại vì thời gian trữ phôi 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 5 năm, thậm chí cái phôi lớn tuổi nhất hiện tại là hơn 20 năm rồi đó, thì hiện tại chuyển phôi vẫn có thể có bầu, và hiện tại chưa có cái báo cáo nào là nói là cái thời gian trữ phôi lâu thì ảnh hưởng đến cái chất lượng phôi hoặc là không thể có bầu dựa trên cái phôi đó. Thì không có nha các anh chị, đừng có lo lắng quá nhiều về vấn đề này, tại vì hiện tại những cái kỹ thuật trữ phôi đó nó đã khá là tiên tiến rồi, cho nên cũng tương đối an tâm. Chỉ sợ là mình chưa có phôi trữ này nè, mình đang trong cái quá trình chờ đợi á, thì mới đáng lo ngại thôi anh chị. Dạ rồi. Hiện tại thì gần gần tới gần hết giờ rồi đó, nhưng mà quá nhiều câu hỏi luôn, chắc chị đang giải đáp tiếp một cái câu hỏi của khách hàng tên là Rồi. My Trần đó. Dạ, khách hàng có hỏi là Rồi. em muốn đến bệnh viện kiểm tra tầm soát khi nào là tốt nhất ạ? Em đã tiêm mũi 2 vào ngày 27 tháng 10. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chị My Trần. Cái do cái câu hỏi chị nó hơi chung chung, mình không biết là mình đang muốn hỏi về kiểm tra tầm soát về điều gì, nhưng chắc là chị đang muốn hỏi đây khám kiểm tra về hiếm muộn đúng không chị, về khả năng sinh sản. Chắc là chị đang hỏi điều này. Thì nếu như mà chị đã tiêm là tiêm rồi đã an toàn rồi, tại vì tiêm ngày 27 tháng 10 hôm nay là cũng được 5 ngày rồi, hiện tại chắc sức khỏe chị cũng đang ổn định rồi, thì bất cứ lúc nào chị cũng có thể đến khoa hiếm muộn để khám, để xét nghiệm kiểm tra khả năng sinh sản của hai vợ chồng. Và nhân đây thì chúng tôi cũng muốn thông tin lại một lần nữa cho các anh chị là cái thời điểm khám hiếm muộn chúng ta nên thực hiện khi nào và để nó tiện nhất á. Tại vì dịch Covid bây giờ á, cái việc mà anh chị đi lên đi xuống rất là khó khăn, cho nên là mình phải tranh thủ khám sao mà mình đi một lần thôi cho nó đơn giản, chứ không phải là phải đi rất là nhiều lần. Thì anh chị nên lựa chọn như thế này: thứ nhất
là đi khám cả hai vợ chồng để hai vợ chồng cùng làm xét nghiệm luôn, có kết quả luôn trong ngày để bác sĩ dựa vào đó tư vấn kết quả cho anh chị luôn và định ra cái hướng điều trị cho anh chị dựa vào kết quả đó luôn, chứ không nên là vợ đi khám trước rồi vài ngày sau tới chồng đi khám, như vậy bất tiện cho các anh chị. Rồi cái điều thứ hai là khi mà đi khám thì người vợ cũng nên lựa chọn cái thời điểm á, là mình khoảng sạch kinh 2 đến 3 ngày thì thuận tiện nhất luôn đó các anh chị. Tại vì nếu như ngay thời điểm đó thì thật ra người phụ nữ có thể khám bất kỳ lúc nào, nhưng mà nếu mà lựa chọn ngay thời điểm mình mới sạch kinh 2 đến 3 ngày thì hầu như tất cả các xét nghiệm hiếm muộn á, các cái xét nghiệm khảo sát về chức năng sinh sản mình đều có thể thực hiện được, như là siêu âm nè, khám phụ khoa nè, hay là chụp X quang tử cung vòi trứng, hay là xét nghiệm máu kiểm tra nội tiết gì đó, mình hầu như thì thực hiện được hết. Cho nên nếu tiện thì mình nên chọn ngày đó á, nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mình đang không có tiện, mình không có tiện là ngay cái ngày sạch kinh 2 3 ngày thì thôi chị đến ngày nào cũng được nha, nhưng mà sẽ có một vài cái xét nghiệm nó không thực hiện được đúng ngay cái thời điểm đó, do kinh nguyệt chẳng hạn, thì có thể bác sĩ sẽ hẹn một cái kỳ khác để làm những cái xét nghiệm còn lại. Rồi về phía người chồng thì chúng ta nên đi, trước khi đi xét nghiệm tinh trùng thì mình nên kiêng xuất tinh 2 tới 7 ngày theo khuyến cáo. Như vậy thì cái kết quả xét nghiệm tinh trùng ra nó sẽ chính xác nhất. Do đó hai vợ chồng làm sao tính toán để trùng được cái ngày mình đi, thì để đi một lần mà làm được một công đôi chuyện luôn cho nó tiện. Rồi khi cái kết quả ra có hết rồi thì bác sĩ sẽ dựa vào đó để tư vấn anh chị rõ ràng hơn. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ rồi. Ở đây em thấy khách hàng tên là My Trần á, có bổ sung thêm một cái câu, một số cái dự kiện đó chị đang, ví dụ như là chị đồng chị có một bé rồi nè, nhưng mà để lại hơn 1 năm rồi chưa có, là cái này có thể á, là chị đang hỏi là lên khám hiếm muộn đó chị đang, và xin nhắc lại chỗ chị My Trần á, là nếu mà đã có bé rồi mà để lại 1 năm hơn rồi đó, không có ngừa thai gì hết mà giao hợp đều 1 tuần 2 đến 3 lần mà chưa có bé thì vẫn gọi là vô sinh hiếm muộn nha, nhưng mà cái loại này là vô sinh hiếm muộn thứ phát, còn trước giờ mà chưa từng có bé luôn thì gọi là vô sinh hiếm muộn nguyên phát nha nha chị My. Cho nên là chị có thể sắp xếp công việc để đến đơn vị hỗ trợ sinh sản ngay bé Phương Châu để mình kiểm tra sức khỏe, để bác sĩ tư vấn rõ ràng hơn cái cách để bé cho anh chị ạ. Dạ rồi, một số câu hỏi nữa. Ở đây Chị thấy có một câu hỏi, có quá nhiều đó câu là hỏi có nhiều câu hỏi, có anh chị tên là Tâm Thạch đó hỏi là bác sĩ cho em hỏi khoảng mấy tuần thì vợ em làm tầm soát dị tật thai nhi ạ. Rồi tôi xin trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này nó cũng hơi rộng, tại vì vậy nè, thật ra dị tật thai nhi á là nói thẳng luôn là bất kỳ thời điểm khám thai nào thì bác sĩ cũng sẽ coi coi con của anh chị có khả năng bị dị tật thai nhi hay không. Nhưng mà mỗi một cái kỳ khám thai nó sẽ có một cái mục tiêu để đánh giá về dị tật gần như khác nhau một chút. Ví dụ như lúc nào thì bác sĩ siêu âm hay là xét nghiệm này kia cũng sẽ kiểm tra coi con mình có bất thường hay không. Nhưng mà tụ trung á, thì người ta sẽ như vậy nè, khoảng 12 tuần, khoảng 11 tuần cho đến khoảng 13 tuần 6 ngày á, là giai đoạn đó đó mà trung bình là người ta định giữa là khoảng 12 tuần, thì là cái thời điểm đầu tiên để mình sàng lọc về nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể. Mà cụ thể ở đây đang đang nói tới đó chính là hội chứng Down. Anh chị chắc là từng nghe nói về hội chứng Down, đó là cái bệnh lý em bé sinh ra là nó bị đần độn do nó bất thường nhiễm sắc thể và nó không có điều trị được. Cho nên là 12 tuần là cái thời 11 tuần là đã được rồi, 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày là giai đoạn đó chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm để sàng lọc coi con của anh chị có nguy cơ bị hội chứng Down hay không. Thì bây giờ người ta có xét nghiệm double test nè, triple test nè, NIPT nè, siêu âm đánh giá về độ mờ da gáy nè, có khá là nhiều cái phương pháp. Thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ được bác sĩ tư vấn để lựa chọn cái phương pháp nào phù hợp đối với anh chị. Rồi đây là cái thời điểm đầu tiên. Cái thời điểm thứ hai mà chúng ta có thể thực hiện được đó chính là cái thời điểm thứ hai mà trong quá trình mang thai chúng ta khám đó, là thời điểm khoảng thai 20 tới 26 tuần. Thì đây là giai đoạn vàng để siêu âm hình thái học, là giai đoạn để chúng ta siêu âm thật là kỹ tất cả các cơ quan trên cơ thể của em bé, từ đầu nè, não nè,
các cái cấu trúc não nè, về mặt tim nè, tay chân, các cơ quan ngoài và các cơ quan nội tạng, siêu âm rất rất là kỹ luôn. Giai đoạn này hiện tại Bệnh viện Phương Châu sẽ thực hiện siêu âm 2 lần cho các anh chị, thông thường là cách nhau khoảng 4 tuần đó. Thì mình cái thời điểm này chúng ta siêu âm 2 lần mà chúng ta không phát hiện những cái dị tật nào hết thì coi như là các anh chị cũng an tâm trong lòng được 80-90% rồi. Rồi đó, rồi sau đó thì những cái tháng ngày sau thì mình đi khám thai, bác sĩ vẫn sẽ đánh giá siêu âm, kiểm tra tim này kia của bé, nhưng mà giai đoạn vàng để đánh giá dị tật thông thường là tập trung vào 2 cái kỳ này ha anh chị. Do đó thì hiện tại cái câu hỏi của anh á, nó có một cái liên quan như thế này nè, là tôi gặp rất là nhiều anh chị hiện tại, thậm chí thai của IVF luôn, đó là anh chị đã đến cái thời điểm 11 tuần hay 12 tuần rồi hoặc 13 tuần rồi, nhưng mà anh chị không có cái cơ hội để đi lên Bệnh viện Phương Châu để làm sàng lọc. Lý do là mình bị cái khoảng cách địa lý rồi dịch bệnh rồi chặn chốt, Dạ. anh chị không có qua chốt được. Thì lúc đó chúng ta bằng bất cứ mọi giá mình đi khám ở quê ha anh chị, mình đi khám bất cứ nơi nào có thể để đừng có bỏ lỡ giai đoạn đó. Tại vì á, cái giai đoạn đánh giá về nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, bệnh đau đó là giai đoạn vàng, là ngay thời điểm đó nếu mình bỏ qua thì có thể rằng nó khó có những cái xét nghiệm độ chính xác cao so với cái thời điểm đó. Cho nên nếu như mà mình đã tới thời điểm đó rồi mà không có lên Bệnh viện Phương Châu được thì cũng phải tìm mọi cách để đi bệnh viện nào hoặc là phòng khám nào có thể để mình đi sàng lọc cho con. Rồi, nhưng mà nếu như chúng ta đến được Bệnh viện Phương Dạ. Châu thì điều đó nó quá tốt rồi. Cảm ơn anh chị. Dạ rồi. Không những là chuyên gia về hỗ trợ sinh sản mà bác sĩ Nha Đang ở đây cũng là chuyên gia về tiền sản đó các anh chị. Mấy cái vấn đề về tư vấn hoặc là chọc dịch đói hoặc kiểm tra sàng lọc đó là chị Đang là cũng gần như là biết rất là rõ đó. Mà xin đi tiếp một cái câu hỏi tiếp theo đó là một bạn khách hàng có hỏi á, là dưỡng thai của IVF đó thì có khác gì so với dưỡng thai bình thường hay không ạ? À? Dạ chắc cái câu này em xin phép trả lời cho chị Kim Ly luôn ạ. À. Thì đối với thai kỳ IVF đó, có thể là chúng ta khó là khó ở chỗ giai đoạn trứng tinh trùng, đôi khi nó không thụ tinh được với nhau hoặc là có cái giai đoạn gì đó, thì thụ tinh trong ống nghiệm đó, chúng ta sẽ hỗ trợ đến cái giai đoạn đó là tạo ra phôi, thì chúng ta có thể nuôi ở ngoài có thể là 2 ngày tuổi, 3 ngày tuổi hoặc là 5 ngày tuổi, sau đó lại cấy vào buồng tử cung cho người phụ nữ mang thai cái thời gian suốt cái khoảng thời gian còn lại rất là dài còn lại. Cho nên á, hỏi cái vấn đề dưỡng thai đó thì đối với thai IVF á, đôi khi chúng ta sử dụng một số cái gọi là cái phác đồ đó, mình sử dụng theo dõi cái nòng mạc tử cung trong giai đoạn đầu của chị đó, khi chúng tôi cấy vào đó có thể sử dụng cái nội tiết bên ngoài, cho nên cái nội tiết của cơ thể chị tự tiết ra nó không có đủ, thì lúc đó chị sẽ dưỡng thai theo những cái toa thuốc của bác sĩ cung cấp đúng theo liều như vậy. Thì thường thì tầm khoảng 8 đến 10 tuần, đặc biệt là sau 12 tuần đó, thì cái cơ thể cái bánh nhau đó đã hình thành, đã hoạt động đủ cái chức năng nội tiết, đủ tiết ra những cái nội tiết để dưỡng thai rồi đó. Thì những cái giai đoạn sau đó thì thật ra dưỡng thai hoặc là tầm soát dị tật thai nhi như chị đang có nói đó thì giống như những thai kỳ bình thường, thậm chí là có thể sinh thường. Sinh thường thì sinh mổ thì tùy theo thai kỳ đó có biến chứng gì hay không, em bé có ngồi có ngược hay không, hay là có quá thừa cân hay không nữa, thì đó là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình sinh, chứ không phải là do thai IVF là mình phải sinh mổ hoặc là dưỡng thai khác, thì không phải vậy các anh chị, cho nên yên tâm về vấn đề này ạ. À. Dạ rồi, Rồi, cảm chắc ơn bác chị đang Lan. trả lời tiếp những cái câu hỏi tiếp theo nha, tại vì thời lượng cũng gần hết mà nhiều câu hỏi quá. Khách hàng Hoài Hoài Nguyên Hoài Nguyễn, em xin lỗi là ca, tại vì không có dấu cho nên nếu mà gọi sai thì anh chị cũng thông cảm ạ. Bác sĩ ơi, phôi trữ 6 năm mới chuyển thì có giảm nhiều tỷ lệ thành công không ạ? À? Lại lo lắng về cái vấn đề mà thời gian chuyển phôi chị đang. Đúng rồi, Dạ, tại vì bây chắc giờ chị các anh đang chị nhắc lên được tại vì bây giờ các lại. anh chị đang rất là muốn đi chuyển phôi nhưng mà các anh chị bị không có đi Dạ. được, với lại hoặc là Dạ. do trước đây mình sanh xong rồi mình lại để một khoảng thời gian xa quá. Xin thưa với các anh chị, hiện tại kỹ thuật về trữ rã phôi là đang rất là tốt lên rồi đó các anh chị, cho nên về cái chất lượng phôi mà khi mà chúng ta rã ra đó, thí dụ như là hôm nay mình trữ phôi, ngày mai mình rã ra, hoặc là hôm nay trữ phôi 1 năm sau mình rã ra, hay là hôm nay mình trữ phôi 5 6 năm sau mình rã ra, thì hiện tại á cho thấy rằng là cái chất lượng phôi là gần như nhau,
cho nên là các anh chị cũng không cần phải quá lo lắng về chất lượng phôi, có nghĩa là về phía chất lượng gọi là cái chất lượng trữ rã phôi hiện tại đang là rất là tốt lên rồi. Tuy nhiên có một cái vấn đề gì nè, phôi thì nó có thể nó không có giảm chất lượng, nhưng mà cái sức khỏe của mình thì càng ngày nó càng giảm đó chị. Tại vì khi mà mình lớn tuổi hơn thì đương nhiên rằng là cái nội tiết cơ thể, về chức năng buồng trứng, về cái chức năng của tử cung, rồi về tất cả các cái sức khỏe của bản thân mình đều sẽ có thể giảm giảm so với trước đây 6 năm. Ví dụ như 6 năm trước mình có đứa con, rồi bây giờ 6 năm sau thì chắc chắn là nó sẽ có thể là nó khó khăn hơn một chút xíu, là do cái sức khỏe của mình có vậy đó. Cho nên là anh chị khi mà đã quyết định có đứa con đứa hai thì thôi tranh thủ luôn để mà mình có, chứ mình cũng đừng nên chờ tiếp nữa. Mình chờ tiếp nữa mình cũng không lo về cái chất lượng phôi đâu, mà mình lo nhiều là lo nhiều về cái chính cái sức khỏe của anh chị. Cho nên là thông thường thì khi chúng ta trữ phôi, chúng ta chuyển một đứa rồi có thai rồi thì có thể khoảng 2 năm hoặc là 4 năm gì đó cho con lớn một xíu thì mình cũng có thể tiếp tục mình nên chuyển phôi, chứ cũng không nên đợi 6 năm, 8 năm hay là 10 năm. Đó thì để anh chị rõ hơn là về cái chất lượng phôi và về cái tỷ lệ thành công. Thì lúc nãy chị hỏi là khi mình để 6 năm có bị giảm nhiều về tỷ lệ thành công không, thì có thể không giảm về tỷ lệ thành công do chất lượng phôi, mà nó giảm tỷ lệ thành công do chính cái sức khỏe, do người mẹ, cái cơ thể của anh chị, của chị. Đúng rồi. Đó, cho nên là thôi bây giờ có thời gian thì nên tranh thủ đến khám lại, kiểm tra lại coi tử cung mình hiện tại thế nào, nội tiết mình hiện tại thế nào, có cần phải điều chỉnh gì đó trước khi mà mình chuyển lại hay không, và tranh thủ sẽ có con lại nha chị. Và gọi là rất rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm những vấn đề này. Tại vì thật ra thì ngay cái thời điểm dịch COVID này á, là thời điểm rất là khó khăn để đi tìm con, nhưng mà anh chị đang rất là có tinh thần để đi tìm con. Đó chính là một cái động lực cho Ai Biết Phương Châu. Và các anh chị ơi, hiện tại á, là bệnh viện và nói chung và cái khoa Ai Biết Phương Châu nói riêng là vẫn đang hiện tại đang hoạt động, đang đón chờ các anh chị đến khám và hỗ trợ mọi thứ để cho các anh chị điều trị rất là khó khăn trong cái giai đoạn này. Nhưng mà tất cả những gì hỗ trợ được cho các anh chị, làm sao gọn nhất về quy trình, làm sao nhanh nhất cho các anh chị, thì chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp cho các anh chị có thể điều trị và có con được trong cái thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Nên các anh chị đang có nhu cầu về điều trị hay là chúng ta đang muốn điều trị rồi, thì thứ nhất là các anh chị có thể điện ngay đến bệnh viện, đến Ai Biết Phương Châu để đặt lịch khám, đặt lịch đến điều trị nhanh, để chúng ta có thể rút ngắn được những cái quy trình cho anh chị nhanh chóng. Và cứ đến ngay lập tức hoặc là bất kỳ thời điểm nào mà anh chị có thể nha, chứ không cần phải ngồi đây chờ đến khi nào mà gọi là hết dịch, hoặc là ngồi chờ đến khi nào mà chúng ta tiêm đầy đủ hết. Ví dụ như vậy thì chúng ta vẫn có thể là đi tìm trị sớm nhất có thể. Chắc là câu không hỏi thì giờ còn quá nhiều lắm chị đang. Nhưng mà chắc là thời gian cũng có hạn. Nếu mà các anh chị còn những cái thắc mắc gì đó, chắc có thể là mạnh dạn để lại phía dưới đây đi, thì bác sĩ IBS Phương Châu sẽ coi lại những cái tin nhắn này và trả lời từng tin nhắn cụ thể cho các anh chị. Còn nếu mình lăn tăn, mình lo lắng, có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn, để bác sĩ tư vấn trực tiếp luôn nha. Còn bây giờ để kết lại cái chương trình hôm nay á, chắc em mời chị đang chốt lại cho quý khán giả có một số cái thông tin này bỏ túi chắc mang về á. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thảnh. Coi như là mình chốt một cái những cái ý nào gọi là ngắn gọn nhất để anh chị có gọi là bỏ túi thôi ha. Là điều thứ nhất là tiêm vaccine COVID-19 có lợi cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho cái những người phụ nữ mang thai. Cho nên là chúng ta nên tiêm vaccine COVID-19 bất cứ khi nào có thể. Điều thứ hai, khi mà chúng ta đã hay là sẽ hay là đang điều trị hỗ trợ sinh sản gì, chúng ta cũng có thể đi ngừa COVID nếu bạn có lịch. Điều thứ ba là những cái vaccine COVID này nó không có, hiện tại nó chưa có những cái nghiên cứu nào mà cho thấy rằng là nó đang nguy hại gì cho thai nhi. Cho nên là các anh chị cứ an tâm mà tiêm tất cả những cái loại vaccine mà đang được tiêm trên địa bàn Việt Nam mình đều có thể tiêm được. Anh chị không cần phải lựa chọn bất kỳ một cái loại tiêm nào. Cái loại tốt nhất là chúng ta tiêm sớm nhất, chứ không phải là loại tốt nhất là loại gì nha các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe
cái chia sẻ của hai chị em nhà bác sĩ hai với Phương Châu, và chắc À, dạ. là xin mời bác sĩ Thảnh cho một vài lời khuyên cho các anh chị thôi, rồi mình sẽ kết thúc luôn ở đây ha bác sĩ Thảnh. À, dạ thì anh chị hãy mạnh dạn liên hệ với chúng tôi nếu có những vấn đề cần thắc mắc nha. À, hiện tại thì chị Đang cũng đã tóm tắt một số ý rất là cơ bản rồi đó, và trong cái quá trình điều trị, thậm chí là nếu mình cần điều trị sớm đó, thì có thể điều trị và tiêm vaccine song song với đó vẫn được cho các anh chị, và hoàn thành những cái mũi tiêm á, mũi tiêm thứ hai á, trong cái quá trình mang thai chẳng hạn, và trước 3 tháng cuối á, thì nó sẽ hỗ trợ tốt nhất đó. Cho nên các anh chị có thể là an tâm điều trị nha. Và đương nhiên không quên tuân thủ 5K, đương nhiên là bảo vệ sức khỏe chúng ta trước cái đã. Và mọi thông tin thắc mắc á, thì có thể để lại bình luận phía dưới nè, hoặc là gọi trực tiếp cho chúng tôi. Còn bây giờ chắc hai chị em nhà bác sĩ là bác sĩ Trà Đen và bác sĩ Thẩm chắc xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi livestream tiếp theo ạ. À, xin chào các anh Rồi, chị. cảm ơn tất cả các anh chị.